and gentlemen. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Welcome to the TTVV band. Xin chào mừng đến với nhóm nhạc mang tên là TKVV. Có nghĩa là nhóm nhạc thực khách vui vẻ. Và sau đây thì chúng tôi xin trình bày ca khúc được mang tên Khô Phé Mùa Đông. Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá lìa cành rơi xuống lòng đường. Ngồi nhờ chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười. Bóng tuyết ngoài trời. Lại câu đó đi chị. Tức á, từ đầu vô. Ủa đầu luôn hả? Từ đầu luôn. Em hát anh đơn đi em. Xin lỗi mọi người. Vô. Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá lìa cành rơi xuống lòng đường. Ngồi nhà chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười. Em ước mình là bông tuyết ngoài trời, để được bay mãi lên thiên đường. Mùa thiên đường tuyết rơi. Chẳng có đâu anh ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Mùa đông đến gió khiến em se lạnh, đừng lo vì còn tôi đây. Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu. Tôi nhìn em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi. Trong ngần mắt em thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi. Một mùa đông em đứng đó, một mùa đông em đến. Hey, you know Big Boy and Lâm Vy Dạ and Huỳnh Lập in the building baby. Yeah. Hey. Big Boy, dạ xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn thầy Guitar Roman đã đệm đàn cho Lâm Vy Dạ và Huỳnh Lập. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ kính thưa quý vị, chúng ta sẽ được thưởng thức một giọng rap rất là chất, nặng ký nữa. Rất là chất và rất là nặng ký, đó chính là giọng rap của Juno Big Boy. Vô giữa đi. Vô. Em rap nha, em để rap anh, thiệt anh, nha. Anh với Dạ canh giữ hai bên. Yo. Hey yo, what's up mọi người ơi. Mình quẩy nha. Yeah. Mọi người quẩy chung với Juno với lại hai anh chị Lâm Vy Dạ và Huỳnh Lập ở đây luôn nha. Yeah. Quẩy thiệt không? Quẩy đi. Quẩy lên. Quẩy cho mình thấy không khí gì đó, nó đánh tan cái lạnh lẽo cái khu Đà Lạt này được không? Nên thấy trên đây nó hơi cao, hơi lạnh đó. Trong đoàn mình quẩy luôn đi. Quẩy lên xíu. Let's get go. What's up, Đà Lạt? What's up? Yeah, maximum low. Hey. Lê. Anh vẫn đang làm việc hàng say, kiếm thiệt nhiều tiền cầm trong tay. Bao nhiêu trọn đủ các bao tử này, nhưng anh vẫn thiếu ở trong đây. Lúc đó anh vẫn ở trên mây, chỉ cần có niềm trong vòng tay. Anh nguyện trao cho em mọi thứ. Lướt qua anh đôi mắt hai mị, nhìn trong thật yêu baby nất na hơn bao nhiêu cô em mà anh chẳng tiền ngày suy. Đâm say khi thân em vừa trắng lại lưu vừa tròn, baby nét ngây thơ của em chẳng thể nào che giấu. Đi đằng sau thân hình không bao nhiêu anh nhìn, anh cũng không gấp nên để anh mời em một ly. Như rương kho báu em là Luffy đã bao lâu đi kiếm tìm, để anh chăm sóc dù mai còn bận lên TV. Hãy đi cùng anh vào feeling my soul. All what I do is keep you with you, the feeling my soul. Đứng bên cạnh em anh cũng cần phải biết cô, baby feeling my soul. Đêm nay đi đâu thì bên em thật lâu, the feeling my soul. Hãy để trái tim anh và em đi gần nhau, baby I'm in love with Tokyo girl, love with Indian girl, love with Korean girl, love with Thailand girl. Vì mẹ đẹp tự nhiên, từ cái nhìn đầu tiên. Em Vietnamese girl khi em có tâm về để anh mơ. Anh là châu Á, ngủ của anh là châu Á. Anh là châu Á, còn em thì sao? Vô cô anh là châu Á, vô cô anh là châu Á, vô cô anh là châu Á, còn em thì
thì sao? Gu của anh là châu Á, 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 gu của anh là châu Á. Đôi khi mạnh mẽ như một làng, đôi khi yêu đẹp như Thuy Kiều, như là tấm bóng bóng vàng vàng, đôi khi nhìn tay thì miệt mèo. Sao có yêu chứ, ông ta đã cho, sao chỉ các thứ, không phải làm khó, không phải đầy hư. Nên em đừng lo, tôi đang không dư, nên anh chỉ trao cho em, chứ không dư để kiếm thêm tình hợp check profile. Anh xem, bao nhiêu cô em vẫn đang đợi chờ em sắc son. Anh thì chung tình ám mắt lon, em vẫn một mình chờ đẹp lâu 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 lâu. Chúng mình đang thuộc về nhau, wow, càng càng anh càng thêm sâu xuyến. Sao có lúc chịu lúc có điều kỹ nghiền xuyến. Hương vị cây cây thì sẽ lựa nhưng không thể không như tổng bộ kỳ. Yêu phải nói như phải ăn khi đói, nếu thế thì em hãy nói của ai đi. Nhưng một trong liên đạo của nước ta còn em cho người. I'm in love with my Lation girl, with my Lation girl, with the one is girl. Let's get với nét đẹp tự nhiên, từ cái nhìn đầu tiên. Em Việt Nam is girl khi get, get, get. Cô của anh là châu Á, cô của anh là châu Á, cô của anh là châu Á. Còn em thì sao? Cô của anh là châu Á, cô của anh là châu Á, cô của anh là châu Á. Còn em thì sao? Cô của anh là châu Á, 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 cô của anh là châu Á. Let's get it, baby. Yeah. Mà tới bây giờ mới được nghe em rap. Thật sự luôn á. Trong như là để dành để cuối chương trình luôn đúng không? Đúng vậy. Em đợi cái bao tử em nó đủ độ no cái lời bắt đầu rap ra được. Tuyệt em phải thank you dancer. À đúng rồi. Xin cảm ơn chị Lâm Bí Dạ và anh Minh Lập đã hỗ trợ nhiệt tình trong cái phần trình diễn này của mình. Dạ. Shout out to Lâm Bí Dạ và Huỳnh Lập. Let's get it. Xin cảm ơn khán giả đã ủng hộ cho Tam Ca Thực Khách Vui Vẻ rất nhiều. Dạ bây giờ xin nhường sân khấu lại cho tất cả quý khán giả ở đây ạ. Rất là cảm ơn. Dạ. Ok, dạ. Yeah. Cô của anh là châu Á, cô của anh là châu đâu. Ôi, mệt quá. Mà nhờ, nhờ nhảy vậy mà nó nóng cái cơ thể mình lại nha. Dạ. Ngày hôm nay chị rất là vui luôn bởi vì chúng ta được ăn ngon nè, được uống ngon nè, được đến những cái nơi mà rất là đẹp nè, có thể chụp hình để lưu giữ lại những cái kỷ niệm sau này chúng ta xem lại. Đúng rồi. Và được đến những cái chỗ mà các bạn trẻ bây giờ đang rất là yêu thích. Và đặc biệt, một điều đặc biệt đó là không khí ở Đà Lạt vào những cái ngày mà chúng ta ở đây thì nó rất là đẹp luôn. Không, nó không quá lạnh. Đúng rồi, không có lạnh, nó ấm ấm, nó se se đó mà không có một giọt mưa nào nữa. Đúng vậy. Đối với riêng bản thân Lâm Vĩ Dạ thì dạ cảm thấy rất là thích cái chuyến đi khám phá ẩm thực Đà Lạt kỳ này, bởi vì chúng ta có một vị khách rất là dễ thương như Juno ha, rất là thú vị. Bà ăn rất là nhiều, đúng tiêu chí của chương trình. Và ngoài những món ăn ngon ra thì dạ cảm thấy trong chuyến đi này chúng ta còn rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều kỷ niệm, rất là thích. Đúng vậy. Bây giờ mình nhớ lại coi là chúng ta đã ăn gì, làm gì và ở đâu thì không thể nào nhớ nổi vì quá nhiều đi. Nên là tất cả quý vị muốn biết chính xác như thế nào thì hãy xem lại những tập trước đây để xem chúng tôi đã từng ăn gì, từng làm gì, từng ở đâu ở thành phố Đà Lạt nha. Và bây giờ thì hành trình khám phá ẩm thực Đà Lạt cũng đã kết thúc rồi. Juno có một món quà nào đó để có thể gửi cho chương trình Thực Khách Vui Vẻ cũng như là khán giả không ạ? Ok, thì từ đầu chương trình đến giờ em chỉ có lo ăn không à. Đúng rồi. Nó không nên là chó cài. Nên là nói chung em có cái việc freestyle không phải là sở trường của em, nhưng mà cảm xúc của em vẫn còn nhiều nên là em sẽ nghĩ đại ra vài ba câu gì đó, coi như nói là những cái cảm xúc của mình trong chuyến đi vừa rồi. Tuyệt vời. Dở lắm nha, dở lắm nha. Chưa gì là rào trước rồi. Ok. Rời xa nơi ngột ngạt, tìm đến nơi vắng vẻ, đi vòng vòng Đà Lạt, tận hưởng không khí mát mẻ, nghe những chuyện chưa được kể và chưa được nghe. Yeah, đây là hành trình Thực Khách Vui Vẻ. Yeah. Ok, yeah. Yeah. Tuyệt vời. Yeah. Thì nó dễ thương mà. Muốn yeah thì phải ba người cùng yeah. 1, 2, 3. Yeah. Tuyệt vời. Rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã dành thời gian theo dõi cuộc hành trình khám phá ẩm thực ở thành phố Đà Lạt. Nếu như tất cả mọi người muốn chương trình Thực Khách Vui Vẻ đến với những địa điểm nào thì hãy để lại comment ở bên dưới nha. Và rất là cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý khán giả để dành cho chương trình Thực Khách Vui Vẻ.